Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi ngắn với hai cầu thủ Việt Nam của câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Heat tham dự giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á mùa giải 2015-2016. Đầu tiên là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất mùa giải anh Triệu Hán Minh và cầu thủ tiến bộ nhất của Sài Gòn Heat mùa giải 2015-2016 Trần Tiến Thịnh. Lời đầu tiên rất cảm ơn hai bạn đã đến tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên Vân muốn dành cho anh Triệu Hán Minh nè. Được biết thì anh cũng đây không phải là cái năm đầu tiên mà anh thi đấu cho Sài Gòn Heat. Thế thì sau cái mùa giải năm nay thì anh đánh giá về các đối thủ như thế nào? Có gì khác biệt không? Năm nay nói chung là hoàn toàn là năm 3 là tham gia cho đội bóng Việt trên cái hội đội của năm nay. Đánh giá cũng chẳng có gì khác biệt gì, chỉ có khác hai bên thôi. Nhưng mà mình đánh giá các đội có mạnh hơn hay yếu hơn và Sài Gòn Heat mình tiến bộ như thế nào hay là thụt lùi hay như thế nào hả anh Minh? Sài Gòn Heat năm nay phải cảm thấy cũng tiến bộ dù được đi trận playoff với lại mấy đội kia thì cũng mạnh nói chung thì mình cũng muốn đi vào playoff để thi đấu. Đối với bản thân anh thì anh cảm thấy là hài lòng về điều gì nhất về phong độ của mình trong màu áo Sài Gòn Heat mùa giải năm nay? Rồi bây giờ câu hỏi dành cho Tiến Thịnh nè, được biết Thịnh được huấn luyện viên của Sài Gòn Heat chấm thông qua một cuộc tuyển chọn. Thịnh có thể cho biết là mình đến với bóng rổ như thế nào và vì sao lại tham gia cái buổi tuyển chọn hôm đó? Em biết đến bóng rổ tới em học lớp 10. Sau đó thì em bắt đầu nói chung là mình thích chút thôi và bắt đầu mình đăng ký giờ thi vào trường đại học thể dục thể thao. Thì sau đó thì một thời gian thì em Sài Gòn Heat ngay mùa đầu tiên thì em cũng đã đi coi, lúc đó em rất là thích cái không khí ở đó, rất là muốn được thi đấu. Và chính ngay từ lúc đó ngay trên sân lại nghĩ trong đầu là mình chắc chắn là phải 1-2 năm nữa mình phải ráng làm sao vào vô đây để được thi đấu. Và được đặt vào tình hợp rồi ngày đó em không nhớ là lúc đó là năm 2014 thì Sài Gòn Heat tuyển chọn vận động viên. Lúc đó em bắt đầu đăng ký và được tuyển chọn đến tận bây giờ. Rồi khi mà đã ký hợp đồng là một cầu thủ của Sài Gòn Heat và thi đấu vòng này qua vòng khác như thế thì cảm giác của Thịnh như thế nào sau tất cả những cái cố gắng như thế? Thật sự cảm giác em không biết diễn tả có gì, là những gì mà mình cố gắng thì mình cũng đã được đền đáp và cũng nói chung là cái mong ước là mình được thi đấu cho Sài Gòn Heat đã thành hiện thực, đó là trong những điều mà em cảm thấy mình rất là tự hào. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay thì Thịnh lại có rất ít cơ hội để ra sân trong mỏ Sài Gòn Heat tại giải ABL, thì Thịnh có cảm giác đó là một cái điều thất vọng hay không? Em lúc trên sân thì em lúc nào cũng muốn được vào sân thi đấu, nghĩa là mình không cần biết là mình sẽ làm được gì nhưng mà cứ hy vọng là mình sẽ vào sân, mình cứ làm đúng những gì huấn luyện viên giao là được. Nhưng mà sự thì nói đi nói lại thì cũng phải nghĩ tới bản thân mình. Trong các buổi tập thì có thể là em vẫn chưa làm tốt vai trò của mình, vẫn chưa thể hiện được sự tự tin hay là những cái khâu phòng thủ tấn công mình vẫn chưa làm tốt, thì điều đó làm huấn luyện viên vẫn chưa đặt niềm tin vào mình, thì cũng đó chính là lý do em nghĩ là chính là một trong những lý do mà huấn luyện viên vẫn chưa cho em vào sân thi đấu nhiều. Cái đó là những lý do mà Thịnh tự thấy là mình vẫn còn hạn chế và để mà mình còn cố gắng đúng không? Tuy nhiên thì chắc là cái sự tiến bộ của Thịnh rất là nhiều mà ban huấn luyện cũng đã ghi nhận, cho nên là Thịnh mới nhận được cái danh hiệu cầu thủ tiến bộ nhất chứ đúng không? Rồi thế thì cảm giác được nhận cái danh hiệu như thế nào? Thật sự ra là em bất ngờ, từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Em nghĩ là cái danh hiệu này thật sự là em nghĩ là xứng đáng với những các anh trong đội nhiều hơn là mình. Thì nhưng mà khi nhận giải thưởng thì cũng vẫn nghĩ là những gì mà mình cố gắng có thể là mình không biết, có thể mình không nhận ra nhưng mà huấn luyện viên có thể hiểu được. Và đó em nghĩ là ông có một cái lý do nào đó như một sự khích lệ tinh thần em để cố gắng nhiều hơn nữa. Đúng rồi, đó như là cái động lực để Thịnh còn phải luyện tập cố gắng hơn nữa đúng không? Còn bây giờ anh Hán Minh thì sao? Là cầu thủ nội xuất sắc nhất của Sài Gòn Heat, cảm giác như thế nào? Anh có bất ngờ giống như Thịnh không? Không có bất ngờ, tại vì lúc đó thật sự cũng không có tưởng tượng được là mình sẽ nhận được cái cầu thủ xuất sắc nhất của đội. Lúc đó là đang ngồi đang ăn gì nữa, thật sự không biết được cái, tại vì trên sân khấu người ta cũng đặt mình cứ đơ lơ vậy, là mình đâu có nghĩ là mình sẽ lấy được cái danh hiệu đó. Mình cứ ngồi ăn, tự vừa đọc cái tên thôi, thật sự mình rất là bất ngờ mà lên trên kia nhận được cái được mọi người bầu chọn là cầu thủ nội xuất sắc nhất thì thật sự rất là vui.
Đó, anh Đăng Minh nói vậy là Vân thấy cũng rất là khiêm tốn rồi đó. Tại vì anh Minh có rất là nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải khác nhau, mà thi đấu gặp nhiều các cầu thủ các quốc gia trong khu vực nữa, thì Minh nói vậy là cũng hơi khiêm tốn rồi. Nè, bây giờ anh nghĩ như thế nào, là một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như thế và tham gia rất là nhiều giải lớn nhỏ trong mà ở đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Sài Gòn Heat và cả trong thành phần đội tuyển quốc gia nữa, thì anh Hán Minh nhận định như thế nào về trình độ của các cầu thủ Việt Nam so với các cầu thủ khác trong khu vực Đông Nam Á? Tại vì trong cầu thủ Việt Nam thì đánh ở trong quốc gia thì nói chung thì va chạm thì nhiều hơn, tại vì cái cách của mình đó, tại vì thường là nhỏ con mình đấu nhau thì mình sẽ chạy rất là nhiều, tăng mỗi cách lánh với lại cái cách lánh thì nó chạy rất là nhiều, còn cái so với Đông Nam Á với lại mấy người nước ngoài á thì cái cách đó của nó thì đối với mình á thì nó chậm, mà mình phải theo nó. Trong khi đó mình thật sự mình muốn nhanh lắm, nhưng mà tại vì đúng theo cái sở trường của mình là những cầu thủ Việt Nam luôn, thật sự là những cầu thủ Việt Nam là mỗi lần mà lụng ai mà rút được cái băng á chắc chắn là 5 thằng hoặc là 4 người bắt đầu sẽ chạy. Còn còn mà nước ngoài, còn so với Đông Nam Á thì lấy banh sâu thì đây phải từ từ đánh từ từ để cho set up bài chạy đó. Còn đối với Tiến Thịnh thì ngoài thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn Heat thì Thịnh còn góp mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games vào năm 2015 nữa. Thì tham gia thi đấu như thế thì Thịnh nghĩ là các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện điều gì? Cái đầu tiên thật sự em nghĩ đến đó chính là về thể hình. Thật sự Việt Nam mình quá nhỏ con so với các bạn nước bạn, thì em nghĩ là yếu tố đó cần phải cải thiện. Hay như tụi em bây giờ, các anh lớn bây giờ thì chắc cải thiện cũng không có được nhiều đâu, hy vọng là các lứa đàn em thôi. Thứ hai em nghĩ là tâm lý. Thật sự ra thì em nghĩ là với anh Thắng Minh hay tất cả các hữu thi đấu cho Sàn Hit, thật sự tất cả các anh đánh đều rất là hay. Các buổi tập họ làm nói chung có thể tự tin làm những tất cả những động tác mà, nhưng mà khi chỉ biết là thời gian thi đấu giờ sân ít, rồi áp lực, rồi được thi đấu cái môi trường nước quốc tế rất là ít hạn chế, thì thành ra tâm lý mình chưa có vững vàng, thì khi vào sân thì rất là nhát. Đó chính là em nghĩ là cái điều cần cải thiện là phải sự tự tin, đúng không? Chứ kỹ năng là mình có hết rồi, đúng không? Ừ. Rồi bây giờ Vân có câu hỏi chung dành cho anh Minh với lại Thịnh luôn nè. Bây giờ giả sử như trong mùa giải ABL năm sau vẫn diễn ra, Sài Gòn Heat vẫn tham dự, nhưng mà trong lực lượng chỉ toàn là cầu thủ nội, thế thì mình đánh giá là Sài Gòn Heat nếu mà chỉ có cầu thủ nội thì sẽ cái cạnh tranh các vị trí như thế nào trên bảng xếp hạng? Nếu là có thì cạnh tranh bảng xếp hạng thì chắc chắn là chưa biết sẽ tới nhiều khó khăn, đúng không? Có khó khăn tại vì so với Việt Nam mình nó chỉ có trong nước thôi, mà ra Đông Nam Á mà đấu với cái này á thì mình thật sự là đội Việt Nam là toàn là cầu thủ nội thôi á, là thật sự là thiếu trung phong. Tại vì mình phải có một hoặc là hai center phải lực mạnh, mà phải giống như đã chịu va chạm nữa, nên ở ngoài mình mới dễ lắng hơn. Tiến Thịnh thì sao? Em nghĩ thì nếu mà vẫn cái số đội tham dự như thế này thì em nghĩ là mình sẽ được hạng 4. Cuối cùng thì Hán Minh và Tiến Thịnh không biết là có điều gì muốn chia sẻ với người hâm mộ không nè? Mình cũng cảm ơn khán giả để tới sân để cổ vũ cho đội Sài Gòn Heat mình và cả các mình. Thứ nhất là phần hâm mộ, xong rồi là những người tài trợ cho Sài Gòn Heat, những người đồng nghiệp ở Sài Gòn Heat tổ chức sự kiện như vậy. Thật sự mỗi lần mà mình có một trận đấu quan trọng như vậy thì mọi người phải mệt mỏi, phải qua lại làm cái này làm cái kia, cũng rất cảm ơn mọi người. Nếu mà năm sau mà Sài Gòn Heat mà vẫn giữ cái đội hình như vậy thì mình nghĩ chắc chắn cái vị trí của Sài Gòn Heat năm sau sẽ được cao hơn. Nói chung là vẫn thấy sự quyết tâm của hai bạn rất là nhiều. Và một lần nữa thì Vân cũng rất cảm ơn anh Hán Minh và Tiến Thịnh đã đến tham gia chương trình, và chúc cho hai bạn sẽ thi đấu thật là thành công và đạt phong độ ổn định, cũng như là ngày càng tiến bộ trong cái sự nghiệp thi đấu bóng rổ của mình.